Xin chào tất cả các bác nhà mình nhé. Bữa nay thời tiết mưa rất là mát và những thời tiết mưa gió như thế này cây lan sẽ phát triển rất là tốt. Vừa rồi rất là nắng nóng và có một số cây lan thì hiện tượng nó thắt lại. Sau cái trận mưa này thì lan nó đi rất là nhanh. Và bắt đầu cái mùa này thì lan nó cũng phát triển rất là tốt các bạn. Vì thời tiết mát là cây lan nó rất là thích, nóng quá là nó sẽ bị phát triển chậm ngọn lại. Và hôm nay em lên chia sẻ vài cái mặt hàng con giống cho các bác sưu tầm. Trước màn hình các bác, các anh em mình đây là một cái chậu bướm đại ngàn. Cái này thì tách mầm gốc trồng rồi. Bây giờ là nó có vài 3 cây trên thân. Đó. Cây thì ra giá ổn định rồi. Chia sẻ yêu thương cho các bác mình sưu tầm. Rất đẹp. Cây số 1 này thì bác nào lấy em sẽ cắt cả cái khúc này cho các bác nhà mình sưu tầm. Giá là 1.800.000. Thì các bác sẽ được thêm hai cái mắt ngủ này. Đó là cái kỳ số 1. Kỳ số 2 này cũng là 1.800.000, các bác cũng thêm được một mắt. Nói chung ba kỳ này đồng giá là 1.800.000 cho các bác sưu tầm nhé. Bác nào chưa có thì lấy. Huyền thoại bướm đại ngàn vừa rồi nó nở cũng rất là đẹp. Đấy. Thì bác nào có điều kiện kinh tế thì lấy những cái kỳ này rất là hay. Đó, rất đẹp. Và tiếp theo thì có một cái giò Hồng Minh Châu. Nái, cái giò này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 mầm gốc, 3 mầm dài nhất khoảng 4-50 cm. Rất lực, rất to, chậu gỗ. Và các bác sẵn việc chơi thôi. Trên thân này thì còn rất nhiều mắt ngủ này. Đó, thì cái giò Hồng Minh Châu này chia sẻ cho bác nhà mình là 350.000 cho bác sưu tập. Đó, giò nái nhé. Về các bác năm tới thao hồ ngắm hoa và nó cũng đã nở rất nhiều lần đây. Đó, rất nhiều lần rồi. Đấy, thì bác nào lấy thì bác. Và tiếp theo thì em chia sẻ cho bác nhà mình. Ở đây có hai cái kỳ bầu vu bầu hạ nhiên. Phải nói là đẹp, tuyệt sắc giai nhân, cái bầu hạ nhiên. Đấy. Bầu hạ nhiên này thì trước là cắt ra. Bây giờ là nó đã lên được khỏe rồi các bác này. Đấy, cái bông bầu hạ nhiên nhé. Ở cái kỳ này thì nó có một mầm gốc và nó đang lên 2-3 kỳ trên thân. Cái bầu hạ nhiên này thì nó là một cái hàng mang tính chất sưu tầm. Chia sẻ cho bác nhà mình là 150.000 cho bác sưu tầm nhé. Cái bông rất là đẹp. Đấy. Rất đẹp. 150.000. Đây còn một kỳ nữa này, 100.000. Đấy. Về các bác vật nó ra như này thì nó hoặc là cắt đi để cho nó đi cái mầm gốc nhá. Vì nó là cái kỳ của thân già trên thân. Vừa rồi lách nó xuống thì nó đỉa ra như thế này, này. Đấy, cái bông này thì em nghĩ các bác nên sưu tầm bởi vì nó không có giống. Đấy, nó không đáng bao tiền cả thì các bác chơi được. Đó. Và tiếp theo thì chia sẻ cho các bác nhà mình một cái chậu mít sen rất đẹp. Trước là bán mất ra 3 giò rồi. Cái giò này thì đẹp từ thân lá. Đấy, các bác nhìn tổng thể này. Đấy, rất đẹp. Cái giò này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mầm các bác nhé. Nói chung đẹp tứ diện luôn. Thân lá của nó như các bác cảm tưởng là sen hồng Hàm Yên nào nó thế nhé. Như nếu mà sen hồng Hàm Yên thì cái chậu này rất là nhiều tiền. Nó phải 15-20 triệu. Thì cái giò sen này chia sẻ cho bác nhà mình là 3 triệu đồng. Nó là những cái tác phẩm chưa hay vẻ đẹp. Như các bác biết là từ lá đầu đến lá cuối là nó nguyên bản nhé. Nó không bao nó bé cả. Đấy, rất đẹp. Một cái tác phẩm chưa hay vẻ đẹp. Tiếp theo nữa thì chia sẻ cho các bác nhà mình một cái số mặt hàng quốc dân và các loại. Như các bác nhìn thấy đây là vài cái kỳ bầu 24 giờ rất đẹp. Chia sẻ cho bác nhà mình là 150.000 đến 100.000 một kỳ, tùy to nhỏ nhé. Bông bay 24 giờ, cánh bầu sáp rất đẹp nhé. Tiếp tục là chia sẻ cho bác nhà mình là 6 mắt phụng tiên. Chậu 6 mắt phụng tiên này chia sẻ cho bác nhà mình yêu thương luôn. Thực ra là bây giờ cũng không có kinh doanh, chủ yếu là bán cho các bác đam mê thôi. Đó. Thì chia sẻ cho bác chậu phụng tiên này là 350.000. Chậu số 1. Chậu số 2 cũng là 350 và chậu số 3 cũng là 350.
Và chậu số 4 này thì nhỏ tiền hơn, là chia sẻ cho các bác nhà mình là 250 đấy, rất yêu thương. Tiếp theo thì cái chậu Mitsu Minh Phát gồm có 3 màu gốc, 5 màu trắng Minh Phát, chia sẻ cho bác mình 600 đó. Và tiếp tục là một cái chậu Sơn Nữa Sơn La, chia sẻ cho bác nhà mình là 700.000 cho bác sư tầm nhé. Đấy, tiếp tục là Vua Bạch Kỳ Hoa, thì ở đây là có mắt ngủ này, cắt dở dang nhỉ, 200.000 một mắt, rất đẹp. Đấy, bảo trồng nhưng mà ngày hôm qua đi vắng là chưa trồng được. Kỳ này em chia sẻ cho bác nhà mình là 1.400.000 nhé, Bạch Kỳ Hoa nhé, 3 kỳ lách kinh thân. Đấy, đây khúc cắt còn dở dang đây, mùa này ươm thì rất ok, 200.000 mắt, rất đẹp. Tiếp theo thì một cái chậu Hồng Phai, chậu này thì nó vàng lá nó rộng rồi, có khả năng là cái giá thể của nó bẩn. Cái chậu Hồng Phai này chia sẻ cho bác nhà mình giá là 350.000. Cái lá này vặt bỏ đi không ảnh hưởng gì nhé. Còn cái kỳ ươm này tự nhiên này là 150k. Đấy. Còn cái chậu số 3 Hồng Phai này chia sẻ cho bác nhà mình là 500. Kỳ rất đẹp, lấy các bác nhà mình 400 nhé. Chậu số 1 400. Chậu số 2 500. Đấy, chậu số 4 là 500. Đó. Tiếp theo thì mắt bão, chia sẻ cho bác nhà mình cái mắt bão này là một cái bông đáng là sưu tầm này. 1 2 3 kỳ. 500.000. Chậu số 2 400.000. Chậu số 3 500.000, rất yêu thương. Đó, một cái chậu hồng Trương Chi 200.000. Đấy, các bác thấy nước mưa đi gọn rất là khỏe nhá. Đó. À, với các bác chơi lan thì các bác để nguyên một hướng này theo hướng mặt trời mọc, ngọn sẽ đua theo hướng mặt tròn. Mặt trời mọc nó rất là đẹp. Tiếp theo là Hồng Phù Hoa 500.000, rất yêu thương. Chậu số 2 600.000, rất yêu thương. Đó. Tiếp tục cà đỏ, một cái kỳ cà đỏ thối mầm gốc đang phát triển bình thường, 2 kỳ, chia sẻ cho bác nhà mình 800.000. Hàng mang tính chất sưu tầm giống nhé, rất yêu thương. Kỳ cà đỏ số 2 là 1.200.000. Kỳ cà đỏ to là 7 triệu, rất yêu thương. Đó. Tiếp tục là Long Khánh, bác là thích sưu tầm thì em sẽ báo giá cho, nó cũng rất là đắt, kinh bác nó cũng rất là đắt. Đấy. Pareku, con này là 1.300.000, con này là 1.200.000. Đó. Ngọa Vân là 500. Hồng Hải Đăng nay để cho bác mình yêu thương 200.000 một chậu. Đó, chậu số 1 200, chậu số 2 200, chậu số 3 150 và năm trắng Mỹ Khang, chậu này là 500, chậu này là 600 các bác nhé. Rồi, bác nào lấy cái nào thì báo em, rất yêu thương. Và em xin chào tất cả các bác của mình nhé.